Tạm rời xa guồng quay sôi động của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, tuần này giải đấu mà rất nhiều tín đồ túc cầu giáo mong chờ đã quay trở lại. Đó là đấu trường UEFA Champions League. Sau một giai đoạn vòng bảng hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới vòng knockout, nơi 16 câu lạc bộ mạnh nhất lục địa giả cạnh tranh cho tấm vé vào tứ kết. Hãy cùng tìm hiểu xem những cái tên đáng chú ý ra sân trong tuần này đã và đang chuẩn bị những gì cho trận đấu sắp tới. Erling Haaland đã trở lại theo cách không thể ấn tượng hơn với cú đúp vào lưới Everton, qua đó giúp chủ nhà Man City giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu tại vòng 24 của giải Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, bàn thắng thứ hai của chân sút người Na Uy xuất phát từ một đường chọc khe thông minh của Kevin De Bruyne sau khi anh được tung vào sân thay Matheus Nunes ở nửa đầu hiệp 2. Trả lời phỏng vấn sau trận, người hùng của Man City đã dành những lời có cánh cho người đá cặp ăn ý De Bruyne. Ở Man City có nhiều cầu thủ chuyền bóng xuất sắc, nhưng Kevin De Bruyne vẫn là đỉnh nhất. Kỹ năng kiến tạo của anh ấy đã đạt đến độ hoàn hảo trong từng chi tiết. Với tôi, anh ấy luôn biết khi nào phải chuyền bóng và đưa trái bóng đến vị trí nào ở trên sân. Đúng là câu nói cả EPL nên biết run sợ khi De Bruyne quay trở lại không phải là lời nói đại bồi của Jurgen Klopp. Ai cũng biết rằng Haaland chỉ thực sự thăng hoa khi anh được bố trí đá tiền đạo cắm và có được một người phục vụ tận chân răng ở phía sau. De Bruyne chính là người phù hợp nhất trong vai trò đó. Điều này cũng dễ hiểu khi ngôi sao người Bỉ là một trong những chân truyền đỉnh nhất trong lịch sử Man City. Tổng cộng anh đã có 159 đường truyền thành bàn, bao gồm 6 kiến tạo ở mùa giải 2023-2024. Với kỹ năng truyền bóng xuất chúng, De Bruyne đã rất nhiều lần trực tiếp hỗ trợ Haaland lập công. Theo thống kê mùa giải đáng nhớ 2022-2023 với cú ăn ba lịch sử của Man City, tuyển thủ Bỉ đã có 13 lần dọn cỗ để Haaland ghi bàn. Một phần nhờ đó, cựu tiền đạo của Dortmund mới có thể ghi tới 52 bàn thắng cho nửa xanh thành Manchester trên mọi đấu trường ngay trong mùa giải đầu tiên gia nhập Etihad. Mùa giải năm nay, De Bruyne dính chấn thương nặng và bỏ lỡ rất nhiều trận đấu cho Man City. Không có người đá cặp ăn ý, hiệu suất của Erling Haaland giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, với sức mạnh từ dàn nhân sự đồng đều, The Citizen vẫn đang đua vô địch Ngoại hạng Anh và thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch châu Âu tại UEFA Champions League. Họ nhẹ nhàng bước đến vòng 1/8 và chỉ phải gặp đội bóng được đánh giá yếu nhất trong số các đội nhì bảng, Copenhagen. Giờ đây khi bộ đôi hủy diệt này đã trở lại và bắt đầu tìm thấy nhau, không chỉ cả nước Anh phải run sợ mà mọi đội bóng ở châu Âu lúc này khi gặp Man City với lực lượng hùng hậu nhất, thất bại là điều đã được dự báo từ trước. Jude Bellingham đã lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước đối thủ cạnh tranh ngôi đầu La Liga, đó là Girona. Sau khi ghi bàn thắng thứ hai vào phút 54, Jude Bellingham được đưa ra nghỉ với những bước chân tập tễnh. Sau khi được kiểm tra bởi đội ngũ y tế, Real Madrid đã thông báo tiền vệ này sẽ chính thức phải ngồi ngoài từ 2 đến 3 tuần và vắng mặt trong trận đại chiến với RB Leipzig tại vòng 1/8 UEFA Champions League vào ngày 14 tháng 2. Điều này rõ ràng sẽ khiến huấn luyện viên Ancelotti đau đầu khi Bellingham đang là công thần số 1 của kênh Ghen Trắng ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ 20 tuổi hiện đã ghi được 16 bàn thắng và có 3 lần kiến tạo sau 21 trận ra sân tại La Liga. Bên cạnh đó, Bellingham cũng thi đấu cực chói sáng ở đấu trường châu Âu với 4 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 5 trận đấu ở vòng bảng. Không khó để thấy, những trận mà Real Madrid để mất điểm tại La Liga thì đều là những trận đấu mà Jude Bellingham không thể ghi bàn. Một câu hỏi được đặt ra, không lẽ một ông lớn như Real Madrid mà chỉ cần một tân binh như Jude Bellingham không thể ghi bàn thì những cái tên còn lại không thể giúp câu lạc bộ này có được thắng lợi hay sao? Đặc biệt khi Jude Bellingham còn không phải một tiền đạo thực thụ. Hay dễ thấy nhất trong trận đấu với Las Palmas, dù Real vẫn giành chiến thắng, nhưng khoảng trống mà ngôi sao người Anh để lại đã khiến Real gặp nhiều khó khăn. Người thay thế tiền vệ 20 tuổi ở trận đấu đó là Brahim Diaz có màn thể hiện không mấy thuyết phục. Ngoài ra, một sự thay đổi khác từ Ancelotti, Dani Ceballos cũng cho thấy bản thân không thể khỏa lấp vai trò mà Bellingham để lại. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Leipzig có thể chắc chắn giành một kết quả có lợi trước Los Blancos, kể cả khi không có Bellingham. Bàn ghế dự bị của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn sở hữu những cái tên đầy chất lượng như Toni Kroos, Luka Modric. Chưa kể nếu nhìn vào phong độ sân khách gần đây, các Madridista hoàn toàn thể tin vào chiến thắng cho kênh Ghen Trắng. Theo thống kê đoàn quân huấn luyện viên Carlo Ancelotti, bất bại 13 trận gần đây, trong đó họ giành 10 chiến thắng ở bên ngoài Bernabeu. Trong khi đó Leipzig gần đây có vấn đề về phong độ. Họ thua 3 hòa 2, chỉ thắng 1 trên 6 trận đấu gần đây. Chưa kể hàng thủ của Leipzig đang chơi khá tệ với 16 trên 17 trận không thể giữ sạch lưới nhà. Không Bellingham thì Vinicius hay Rodrigo cũng đều đủ sức để trừng phạt hàng phòng ngự kém cỏi của đại diện nước Đức.
trong trận cầu 6 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bayer Leverkusen. Thomas Tuchel cùng các học trò đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược và tỏ ra hoàn toàn lép vế trước đội chủ sân Bayer Arena. Với việc Die Rothen đã bị loại khỏi cúp quốc gia Đức và chức vô địch đang tuột khỏi tầm tay, gánh nặng đang đè nặng lên huấn luyện viên Thomas Tuchel với áp lực bị đánh bật khỏi ghế huấn luyện viên. Tuy nhiên, tương lai của chiến lược gia người Đức đã được làm sáng tỏ khi mới đây, giám đốc điều hành Jan-Christian Dresen khẳng định vẫn tin tưởng Thomas Tuchel. Không có gì thay đổi về tương lai của Thomas Tuchel. Chúng tôi biết đây sẽ một trận đấu khó khăn, nhưng bây giờ chúng tôi phải nhìn về phía trước. Thất bại xứng đáng, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Bất chấp sự đầu tư lớn vào mùa hè 2023, đoàn quân huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn phải vật lộn để có được sự ổn định trong việc giành danh hiệu Bundesliga, giải đấu đội chủ sân Allianz Arena thống trị suốt 10 năm qua. Ngay cả khi có bản hợp đồng kỷ lục mang tên Harry Kane, nhà vô địch Đức vẫn cho thấy một lối chơi tương đối thiếu ý tưởng ở một số trận đấu quan trọng. Cho dù thực tế Bayern Munich vẫn có được nhiều điểm số hơn so với tầm này ở mùa trước, song sự xuất sắc của Leverkusen đã chứng minh rằng các ứng viên cạnh tranh ở mùa giải năm ngoái chỉ tự bắn vào chân mình chứ không phải nhà vô nước Đức quá thống trị. Ban lãnh đạo Bayern có thể đã nghĩ đến một sự thay đổi nơi ban huấn luyện, nhưng có vẻ như Tuchel vẫn sẽ được tin tưởng ở thời gian tới. Mặc dù đã được giám đốc điều hành bỏ phiếu tín nhiệm, Tuchel biết ông và đội bóng của mình phải tiến bộ hơn nếu muốn có dù chỉ là một tia hy vọng vô địch Bundesliga. Ngoài ra, họ cũng cần chuyển sự tập trung sang Champions League, đấu trường có khả năng sẽ trở thành cứu quỷ của hùng xám mùa này. Dù phong độ Bayern có lúc này lúc kia, nhưng về cơ bản, họ vẫn ở trên tầm của mọi đội bóng Italia chứ không phải chỉ mỗi Lazio, một đại diện khá của Serie A. Trong những năm qua, Bayern đã có 12 lần liên tiếp bất bại trước các đội bóng Italia ở Champions League, với 10 chiến thắng và hòa 2 kể từ trận thua 2-3 trên sân nhà bởi Inter Milan hồi tháng 3 năm 2011. Con số này nói lên sự áp đảo của hùng xám nước Đức trước cả đại diện Serie A. Việc gặp Lazio vào lúc này là cơ hội không thể tốt hơn để Thomas Tuchel cùng các học trò lấy lại danh dự cũng như vị thế của một đội bóng lớn sau khi tự đưa mình vào thế khó ở cuộc đua cho danh hiệu quốc nội. Paris Saint-Germain là đội bóng luôn được gắn liền với những thất bại ở Champions League trong nhiều năm trở lại đây. Đội bóng nước Pháp liên tục bị loại dù được đánh giá cao. Nhưng với sự ra đi của Messi và Neymar hè vừa qua, Paris Saint-Germain bây giờ mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Với một tập thể đồng đều, huấn luyện viên Luis Enrique đang muốn đưa đội bóng của mình vượt qua nỗi ám ảnh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết, khi một câu lạc bộ bị ám ảnh bởi cái gì đó thì không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Bạn cần phải có tham vọng, nhưng ám ảnh là điều không tốt, bất kể điều gì trong cuộc sống đều như thế. Chúng tôi muốn chơi bóng mang đến cho các cổ viên nhiều niềm vui, nhưng chúng tôi không ám ảnh với Champions League. Tại Ligue 1, Paris Saint-Germain tiếp tục chứng tỏ họ không có đối thủ nơi quê nhà. Nếu như Bayern Munich mùa này phải chống chọi với một Bayer Leverkusen vô cùng khó chịu, thì ở Pháp chẳng có một đội bóng nào đủ sức mạnh để sánh ngang với đội chủ sân công viên các hoàng tử. Với cách biệt lên tới 11 điểm với đội xếp thứ hai là Nice, có lẽ chức vô địch khó lòng thoát khỏi tay Paris Saint-Germain. Nhưng vô địch Ligue 1 từ lâu đã không còn là mục tiêu tối thượng của đội bóng này. Thứ họ cần là một danh hiệu cao quý, khiến cho tất cả phải công nhận họ thực sự là một đội bóng lớn, như cái cách mà Man City đã làm được ở mùa giải 2022-2023. Luis Enrique hiểu tham vọng của đội bóng, và chính ông cũng đã từng lên ngôi ở sân chơi UEFA Champions League trên cương vị huấn luyện viên. Thế nên, người hâm mộ của đội bóng thủ đô nước Pháp càng có lý do để đặt trọn niềm tin lên đôi vai của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Trước mặt, họ cần tập trung cho trận đấu vòng 1/8 với Real Sociedad. Paris Saint-Germain và Sociedad đang có phong độ trái ngược nhau. Đội bóng huấn luyện viên Luis Enrique bất bại ở 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Trên sân nhà, Paris Saint-Germain bất bại 13 trận vừa qua, trong đó có 11 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa. Tính riêng ở Champions League mùa này, Paris Saint-Germain có màn trình diễn không mấy thuyết phục. Nhưng nếu đánh giá đội bóng thủ đô nước Pháp trên sân nhà tại sân chơi danh giá nhất châu Âu, thì giới mộ địa sẽ phải thán phục phong độ của họ. Bởi Paris Saint-Germain chỉ thua đúng một trận tại Parc des Princes ở 11 trận gần nhất, còn lại hòa 2 và thắng tới 8 lần. Với phong độ ổn định cùng đội hình đang vào form, Enrique cùng các học trò sẽ cần thắng theo cách thuyết phục nhất có thể. Đó không chỉ là lời khẳng định cho sức mạnh của Paris Saint-Germain ở mùa giải này, mà đó còn là bàn đạp tâm lý giúp cầu thủ tự tin hơn trên con đường chinh phục chiếc cúp tai vòi danh giá. Và đó là tất cả những gì bạn cần biết về phong độ cũng như sự chuẩn bị của các đội bóng đáng chú ý sẽ ra sân tại UEFA Champions League tuần này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Nếu các bạn yêu thích Phút Bù Giờ, hãy cho chúng tôi một like và một subscribe như một sự ủng hộ dành cho ekip đã thực hiện video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.